leader là đi bao lâu rồi? 12 năm rồi, 2 năm. Đợi tôi nghe hư năm. Rồi nhà đâu lên? Là Phú Yên. Tuy Hoàng, quê tôi đó. Rồi bây giờ là cái khó khăn nhất của chị bây giờ hiện tại gì? Ngồi xuống đi, tôi. Ngồi xuống đi, thử ngồi, tới chút, ngồi xuống đi. Đứng dậy. Cũng ngon, chưa đến nỗi, nhẹ thôi. Rồi, quay lưng ra sao? Rồi. Rồi, ok, rồi tới đây. Đây nè, đó, vậy đó. Ok, rồi, đi đứng là bình thường. Mày sao mà biết bị dẹp cái cột bà đúng không? Bà là cùng quê hương tôi nha. Rồi, bên ra. Rồi đi ra. Rồi nghe sao rồi? Rồi quay vào đây cái rốt. Rồi sao rồi biết vô đây? Đọc mạng hả? Rồi nghe chứ là bị xuống dạy đúng không? Mày biết hả? Rồi quay vào đây. Đó. Rồi, nằm ngay thẳng đây. Nhưng mà tôi nói nha, tôi làm tôi hết đi nữa mà học chưa có đủ á thì phải ráng học. Tuần sau phải học thứ hai, thứ ba, thứ tư cái những cái học vừa học á để về nhà tự mình điều chỉnh nha, đừng có thấy hết rồi bỏ về nha. Rồi, ngồi dậy đi, úp bàn cho đây nè. Mừng quá mừng hả? Rồi, úp bàn cho đây nè. Lên thấy thầy là thấy hết bệnh rồi đúng không? Dạ. Rồi, xuôi hát này xuống. Đó. Rồi. Bây giờ mình kéo xương sống nha. Hết rồi. Còn là rừng. Rồi, ngồi dậy. Quay đầu qua đây cái. Rồi yên cái này. Cho nó khỏi luôn. Nhưng mà ráng nha, ở lại học cho đàng hoàng chứ đừng có chuột nha. Xong rồi. Ngon lành. Rồi đứng dậy đi. Đây à. Bò gì cũng được. Đi vào đi. Rồi, đứng ở đây, fan. Bây giờ mình đo này lại đúng không? Rồi, đo cái này xuống, cái này đưa lên. Ok. Rồi, dạ, đã, chưa, đã nữa. Đây lên, đây xuống. Ok. Rồi. Mừng quá. Vô trong nhà thầy vô lắm mà thấy trên mạng mà em mơ ước mà vậy kìa, mà em chọn ông đi mà ông không có tin nha thầy. Ôi vậy ông không có tin nha cùng nhỏ. Ông lá em cùng đường cùng xám. Ôi vậy bây giờ bé cho cái đây ông bị gần cùng trước. em giá trời em gặp được thầy mà ông cứ em cùng đường em khô lắm mà em nói quơ ông vô ông nghe giùm tôi ông gặp thầy là trong 5 phút ông hết. Tại vì tôi coi trên mạng là nó hay lắm. Không tin em mà em ráng chiều chỗ nó cứ đi cọ nó 5 phút hết. Dạ. Rồi bây giờ cúi xuống cúi đồ này ngồi lên ngồi xuống được coi sao rồi? Dạ em mừng lắm. Rồi sao rồi? Dạ em nhẹ, mấy bữa em ngon là nó to nguyên cái lưng. Bị hết to rồi. Dạ. Không là teo lại. Ừ, dạ. Bây giờ không, cái teo mọi người đừng có lo. Dạ. Cái teo là tại khi mình đau á, mình không có đi nó nhiều, mình sử dụng cái chân kia làm nhân trụ. Khi này hết đau xong mới đi nó lại chân hết em. Không có chuyện gì ghê gớm. Dạ. Yên chí chưa? Rồi. Cho chị chạy. Bà. Cũng chạy, chạy luôn. Chạy cho mày thấy hả? Ôi,
không bây giờ mới bỏng chết ông đi, ông nghe là kêu bằng tội đồ đi, vợ đồ đi không cho đi nè, rồi bây giờ thấy sao rồi? Cảm ơn bác sĩ. Tốt. Rồi, ok. Không có tin là cùng đường đi đi đường cấm kinh. Rồi cấm kinh cấm kinh. Rồi. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.